Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật của Đài Hà Nội. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là các tin tức pháp luật mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Chính phủ đề xuất thu phí phương tiện lưu thông trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyển giao cho nhà nước theo hợp đồng dự án đối tác công tư. Thời gian thu phí các tuyến trên dự kiến trong 5 năm, đến khi có pháp luật về thu phí cao tốc. Theo đề xuất trước đây của Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn 2021-2023, mức phí cao tốc Bắc Nam trung bình là 1.500 đồng một xe 1 km. Sau 2 năm sẽ tăng 200 đồng đến giai đoạn 2030-2032. Sau đó sẽ tăng 300 đồng mỗi 2 năm lên mức 2.400 đồng giai đoạn 2033-2035. Lợi dụng thời điểm kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, các nhóm lừa đảo thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn dụ nạn nhân đặt tour du lịch giá rẻ. Để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo combo du lịch giá rẻ, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch. Nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các app du lịch, ứng dụng du lịch. Nếu đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ, người dân nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp. Thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng công nghệ deepfake để thực hiện các cuộc gọi video với hình ảnh, khuôn mặt giả mạo để lừa đảo nạn nhân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản chuyển tiền không phải của người đang thực hiện cuộc gọi. Bộ Công an khuyến cáo người dân khi nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiên hãy bình tĩnh, xác minh thông tin từ người thân, bạn bè. Nếu là tài khoản lạ, tốt nhất là không nên tiến hành giao dịch. Thưa quý vị, trong số trước, mục chính sách mới đã giới thiệu danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ cao đẳng. Cụ thể, thông tư số 05 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, ở trình độ cao đẳng, một số nhóm ngành thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại là kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, gồm các nghề như luyện gang, luyện thép, luyện kim màu, xử lý chất thải công nghiệp. Nhóm ngành dịch vụ vận tải gồm điều khiển phương tiện thủy nội địa, điều khiển tàu biển, bảo đảm an toàn hàng hải, vận hành khai thác máy tàu. Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa gồm các nghề trắc địa công trình, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khoan thăm dò địa chất. Thông tư 05 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 7 năm 2023 nhằm tạo điều kiện cho người học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước khi học tập, giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định pháp luật. Thời điểm công nhận hôn nhân có hiệu lực sẽ là nội dung giải đáp giữa biên tập viên Thanh Nhàn cùng chuyên gia của chương trình trong mục Đúng hay sai ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì có rất nhiều người đã lựa chọn cuộc sống là chung sống với nhau như vợ chồng nhưng lại không thực hiện đăng ký kết hôn. Vì họ có một suy nghĩ rằng là hôn nhân của họ vẫn là bền vững, không cần thiết phải làm thủ tục đăng ký kết hôn. Và chỉ đến khi mà có cái phát sinh những cái quan hệ về tài sản và cần thiết phải có cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để bảo đảm cái quyền lợi của mỗi bên thì lúc đó họ mới đi tìm hiểu về thủ tục đăng ký kết hôn và sẽ gặp rất nhiều vướng mắc. Đây là nội dung mà chúng tôi đã mời đến trường quay Thạc sĩ luật Nhâm Ngọc Huyền đến từ Bộ Tư pháp. Xin chào quý vị và các bạn. Và chúng tôi rất muốn là thạc sĩ sẽ giải đáp giúp cho quý vị các bạn về cái việc kỹ sự cần thiết của việc đăng ký kết hôn và pháp luật Việt Nam thì quy định như nào về vấn đề này. Trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống. Ông H sinh năm 1963 và bà C sinh năm 1965, hiện thường trú tại phường Quy, thành phố Hà Nội, đã tổ chức lễ cưới và chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 20 tháng 12 năm 1981 đến nay. Mới đây để thực hiện việc bán căn nhà là tài sản chung, ông H và bà C đã đến Ủy ban Nhân dân phường để xin làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, ông H và bà C đều băn khoăn khi cán bộ tư pháp hộ tịch từ chối xác nhận ngày cưới và chung sống với nhau của hai ông bà là thời điểm quan hệ hôn nhân được công nhận. Như tình huống chúng ta vừa theo dõi thì ở đây là ông H và bà C đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1981. Thì xin hỏi là cái mối quan hệ chung sống thực tế như này thì có được pháp luật Việt Nam bảo hộ hay không ạ? Từ luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cho đến nay thì pháp luật hôn nhân và gia đình đã không thừa nhận cái quan hệ hôn nhân thực tế.
tức là thừa nhận cái việc là nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Và pháp luật không thừa nhận, tức là các trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng, mặc dù là có thể thời gian tương đối dài, phát sinh khá nhiều tài sản chung, rồi có nhiều con chung, nhưng nếu không đăng ký kết hôn thì pháp luật cũng không công nhận họ là vợ chồng. Và đương nhiên pháp luật đã không công nhận họ là vợ chồng thì họ sẽ không có các cái quyền và nghĩa vụ như là vợ chồng với nhau. Và dẫn đến là nếu như phát sinh các cái giao dịch về tài sản hoặc sau này chẳng hạn như mà có tranh chấp thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề tài sản rồi như con chung. Thì nghị quyết số 35 năm 2000 của Quốc hội đã quy định là đối với các cái trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng và trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì nếu như họ đăng ký kết hôn thì khuyến khích, nhưng nếu họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật vẫn cứ công nhận cái mối quan hệ vợ chồng đấy của họ. Và nếu như trong trường hợp mà họ có nhu cầu ly hôn thì được giải quyết ly hôn tương tự như những trường hợp đăng ký kết hôn. Như ông vừa nói thì ở đây cái thời điểm mà hai ông bà, ông H và bà C sinh sống với nhau từ năm 81, tức là được pháp luật bảo hộ đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên tại sao mà khi hai ông bà này đến Ủy ban Nhân dân xã để làm cái thủ tục là đăng ký kết hôn thì đã bị cán bộ tư pháp hộ tịch ở đây là từ chối, không xác nhận cái việc ngày cưới của hai ông bà là thời điểm hôn nhân thực tế? Ở trong trường hợp này thì mặc dù ông H và bà C chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1981, nhưng tại cái thời điểm họ bắt đầu quan hệ chung sống thì lúc đấy là họ chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định. Thế và theo chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định thì chúng ta sẽ không thể công nhận quan hệ hôn nhân của họ được. Vì như vậy thì nó sẽ trở thành cuộc kết hôn trái quy định pháp luật. Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin rất là cụ thể mà thạc sĩ luật đã chia sẻ. Và thưa quý vị các bạn, khi mà chúng ta xác định là bước vào hôn nhân thì có lẽ mỗi người cần phải thực hiện việc đầu tiên, đó là đăng ký kết hôn, là để đấy không chỉ là cái xác nhận cái quan hệ hôn nhân để được pháp luật bảo hộ, mà đấy cũng là một cái giấy tờ quan trọng để góp phần đảm bảo cái quyền lợi của cả hai vợ chồng và những cái người liên quan đến gia đình sau này. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho khán giả. Anh M ký hợp đồng với công ty du lịch Y, hai bên thỏa thuận công việc mà anh M phải làm là điều hành du lịch. Do kinh tế khó khăn nên lượng khách du lịch giảm mạnh. Công ty cần xúc tiến các hoạt động để thu hút khách nên đã tạm chuyển anh M sang làm công việc marketing du lịch. Trong tình huống này, công ty Y tạm chuyển anh M sang làm công việc marketing du lịch là đúng hay sai? Từ những phân tích trên đây cho thấy hai bên nam nữ đăng ký hôn nhân và được Ủy ban Nhân dân xã cấp giấy chứng nhận kết hôn thì giá trị của giấy có hiệu lực ngay tại thời điểm hai bên đã đồng ý ký kết vào giấy và xác nhận lập quan hệ vợ chồng ngay tại thời điểm có chữ ký của hai bên. Chương trình Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.